Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu, 10 tháng 3, 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhạc lá bồ đề. Sau đây mời quý vị theo dõi phần 8 phỏng vấn đặc biệt về suy nghĩ của nhà văn Phan Nhật Nam đối với những bài nhạc, bài viết về huyền thoại của trận đánh ở đồi Sali. Chương trình do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Thưa anh, đó là cái mà như anh nói vừa rồi là cái cảm xúc của người nhạc sĩ và cảm xúc giữa tình bạn giữa mấy anh nữa. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay người ta vẫn nhắc lại cái đó, với lại một cái đôi khi gọi là có một số người cho là huyền thoại. Vâng. Thì... không thật. À vâng. Thế tôi cái điều kiện nó thật quá là làm sao là cũng thật được. Đó. Và cái cuốn sách do ông Reader, ông là ông đại tá. Thế ông mà đối với người Mỹ thì anh đã làm việc với người Mỹ người ta không bao giờ phịa hết. Người ta phân tích rất là chính xác. Thì cái trận Sạc Ly phải nói là một cái bi kịch. Tại vì sao? Tại vì đây là đường số 4 mà đưa đường số 14. Có căn cứ 5, căn cứ 6, rồi Yankee, rồi Sạc Ly, rồi Delta. Thì bắt đầu vào vùng là ngày mùng 10 tháng 4. Nhưng mà trước đó là đã thả đại đội hai trinh sát ở cái điểm Delta là dưới Sạc Ly. Nhưng cái đại đội trinh sát 2 đó do đại úy Trương Văn Úc, có hiệu là Úc Bạch Lan, hiện tại đang ở Houston, đánh được. Đánh được vì thứ nhất là Cộng sản nó cũng không ngờ thả biệt kích như vậy, vì cái đại đội đó là đi từ bên Liên đoàn 81 mà đưa qua từ 1968, cho nên chuyên đánh theo cách của biệt kích. Cho nên cái đại đội của trinh sát 2 của anh, trinh sát 2 tức là trinh sát nhảy dù nhưng mà thuộc về lữ đoàn 2, cho nên gọi là trinh sát 2, và ở chung cái doanh trại lữ đoàn 2 nhảy dù ở đồi Long Bình với tiểu đoàn 11 mà tôi là có thời gian làm căn cứ trưởng cái căn cứ đó. Thôi bây giờ trở lại chiến trường. Thứ nhất, nó không chuẩn bị chiến trường để nó đánh. Thứ hai, cái đại đội trinh sát nó giỏi quá, mà phi pháo yểm trợ rất là tận lực, mà do dưới quyền của Giang Quân Ven. Cho nên sau quần thảo là cho đến hình như tôi nhớ không lầm là đến trong tháng 3 thì đại đội trinh sát thắng lợi mà nó ra khỏi vùng. Thì sau khi đó thì người ta lại thay đổi bằng cách đưa các tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 11, tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 11 nhảy dù vô trấn Sạc Ly. Thưa với bây giờ chúng ta không có bàn chuyện Tam Quốc mà cũng phải là phiền trách ai, nhưng mà chính ông đại tá Reader này ông đã thấy ra nhảy dù là một lực lượng cơ động. Bây giờ đây bắt đóng đồn thì nó đánh được lần thứ nhất không được, nó đánh lần thứ hai, nó đánh lần thứ hai không được thì nó đánh lần thứ ba, và nó đánh theo cái nguyên tắc là cường tập và tập trung do chính Đặng Phú Hiệp này làm tư lệnh, đánh bằng đơn vị trung đoàn 64 và trung đoàn 66. Xin mở ngoặc đơn, ngay chính viên tướng này cũng không biết được cái đội hình, chỉ biết ở trên đó là cấp nhảy dù và cấp tiểu đoàn 11. Nhưng mà cái lữ đoàn này của cái đơn vị 320 của Đặng Vũ Hiệp này nó đã đụng chạm với nhảy dù từ Hạ Lào. Cái chuyện mà của đội 30 ở Hạ Lào. Cho nên nó chỉ hiểu rằng ở đó là có lữ đoàn 3, thế đó là lữ đoàn 2 nhảy dù, chứ đó làm gì có cái lữ đoàn 3. Lữ đoàn 3 ở Hải Lào, nhưng mà chứng tỏ rằng là chứng tỏ phía Cộng sản nó cũng không tài giỏi gì đâu. Tuy nhiên, đứng về mặt tập trung quân nó đánh rất là lớn. Mỗi trung đoàn của bên phía Cộng sản là gồm tứ chế là 4 tiểu đoàn. Mỗi tiểu đoàn là 4 tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn là nó có 4 đại đội. Và quân số tham chiến mỗi tiểu đoàn hàng ít cũng là 500. Như vậy một trung đoàn là 2.000 người.
Trong khi đó, khi vào trận trong ngày mùng 10, họp tại Võ Định, trước khi trực thăng vận đi vô ở trong Sạc Ly, thì ông Trần Quốc Lịch, lưỡng trưởng Lữ đoàn 2 nhảy dù, có thuyết trình, cuốn sách này có ghi, là nói với ông Đại tá Bảo, ông Trung tá Bảo thôi, là anh chỉ có nữ lực lượng 471 người. Đúng ra anh phải có một tiểu đoàn đúng trong bảng cấp số là phải 800 người. Bây giờ anh chỉ có 471 người. Nhà anh chỉ có một nửa quân số. Một nửa quân số mà vào trong đó là 113, là đóng mục, là C1, 112 là C1, 113 là C3 và tiểu, cả tiểu đoàn là còn lại 110 và 114 đóng ở C2, tức là chính. Thì như vậy là mỗi ở trên C3 và C1 là cấp một đại đội. Một đại đội là trên dưới 110. Mà khi nó cương tập nó đánh là nó đánh cấp trung đoàn, tức là 18-1. Thì làm sao mà đánh? Cho nên mà tiểu đoàn 11 nhảy dù giữ được cho từ qua đến ngày 12, chúng ta bảo vì tự trận, anh Mễ cùng khóa với tôi lên làm tiểu đoàn trưởng, giữ đến ngày 14 là phải di tản. Di tản và thưa với anh Dũng và thưa quý vị, đây đâu phải là huyền thoại. Đến khi di tản cuối cùng là số liệu còn đúng 37 người. 471 còn 37 người. 37 người lên trực thăng thì ông cố vấn Đức Phi ông đếm đủ. Mà chỉ có đúng một chiếc trực thăng, hai chiếc Cobra yểm trợ và một chiếc trực thăng tải thương. Và một clip như vậy cao lắm 5 người. Cho nên cuối cùng một tiểu đoàn 471 người mà chỉ có còn lại 37 người được di tản đi bởi ông cố vấn Dân Đốc Phi, ông quá kiên cường. Ông quá kiên cường bởi sao? Ông bảo rằng nếu tôi đi những cái chuyến clip đầu tiên thì không ai cứu các anh, tôi ở lại để tôi cứu các anh. Ông Đốc Phi ông nói và ông giữ lời bằng cách sao? Cái clip cuối cùng khi lên trực thăng là gồm có Đốc Phi, Thiếu tá Hải, Đại úy Đoàn Phương Hải, Đại úy Long khóa 21 và một người mang máy truyền tin, đúng 5 người. Nhưng vừa lên một cái thì Đoàn Phương Hải bị bắn gãy chân, rớt xuống lại. Máy bay bay đi và anh Hải này khóa 19. Tôi với anh Hải rất thân từ tiểu đồng bệnh nhảy dù ở Biên Hòa. Anh đã bị nạn một lần trận Đồng Xoài. Và anh nghĩ rằng thôi mình chết rồi. Vì đường từ đây về Võ Định là 5 cây số đường núi mà gãy chân như vậy làm sao mà đi được. Và xung quanh thì cộng sản nó vừa đi lùng, nó vừa hô Mễ và Hải đầu hàng. Anh nghĩ anh chết rồi. Thế nhưng mà là một phép lạ, chiếc trực thăng quay lui và ông Thiếu tá Đức Phi đã nhảy xuống nắm dây ba chạc của Hải kéo lên. Và khi kéo lên nó bắn theo thì trúng cái anh phụ xạ thủ, máu phun ra ướt đậm cả mặt mũi cả anh Hải cả anh Mễ. Và không phải là huyền thoại, không phải là chuyện cổ tích, không phải là đề cao, mà sợ rằng ngôn ngữ chúng ta không đủ để đề cao. Anh phụ xạ thủ đó, anh đã được phép ngày mai đi về Mỹ. Nhưng mà vì anh thấy cái tiểu đoàn 11 nhảy dù kiên cường quá, oai dũng quá, anh ở lại một chiếc thôi. Hai chiếc Cobra yểm trợ và một chiếc tải thương. Và Đức Phi đã bị thương đến mấy lần rồi, máu khô đóng từ đầu cho đến mặt, nhưng mà vẫn bay trở lui để nắm được Đoàn Phương Hải và kéo đi. Thành thử thưa với anh Dũng và thưa quý vị, vừa rồi anh có nói người ta tưởng là một cái huyền thoại ở trong bài hát, không, sợ rằng ngôn ngữ chúng ta không đủ. Và để kết thúc câu chuyện này, để xem thử có phải huyền thoại hay không, là trong ngày 5 tháng 9 vừa rồi, tại Tòa Bạch Cung, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã gắn huy chương Medal of Honor cho
Dân Đô Phi có sự chứng kiến của Đoàn Phương Hải và Lý Văn Mễ. Chưa hết, còn ở trong ông Bộ trưởng Quốc phòng Austin đã đưa cái danh sách tên của Đô Phi vào trong cái văn phòng, gọi là văn phòng của những anh hùng. Và những để làm gì? Tôi nói không quá. Đến lúc nước Mỹ phải thấy gì? Thấy gương hy sinh, thấy gương chiến đấu, thấy dũng cảm. Thứ nhất là phải lính Mỹ. Lính Mỹ đã bị hạ nhục quá lớn. Đã bị hạ nhục từ 64, đã bị hạ nhục từ 68, đã bị hạ nhục từ 72, mà không phải lính Mỹ. Tổng thống Mỹ, Tổng thống Johnson của Dân Chủ, Tổng thống Nixon của Cộng Hòa đã bị gọi là war criminal. Ở một lần cả 100,000 người biểu tình với cờ Mặt trận Giải phóng hoan hô Hồ Chí Minh, có nhiều mô típ để người Mỹ thất trận, nhưng mô típ lớn nhất chính nước Mỹ thất trận tại nước Mỹ. Quân đội Mỹ đã bị biêu nhục, quân đội Mỹ đã bị vong ân, quân đã bị người ở veteran của chiến trường Việt Nam về biến thành ra một sự xấu hổ. Cả đến lúc người Mỹ người ta thấy, và cái quân đội mà bên cạnh quân đội Mỹ đó bây giờ mới xảy ra ở đâu? Chiến tranh Ukraine. Chiến tranh Ukraine mới từ 22 tháng 4 đến tháng 9 mới 6 tháng. Chiến tranh Việt Nam kéo dài từ 46 cho đến 54. Rồi lần thứ hai từ khi Mặt trận Giải phóng thành lập ngày 19 tháng 12 1960 đến ngày 30 tháng 4 1975. Vâng. Cảm ơn anh.